Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng một số phần mềm để kiểm tra tổng thể chiếc laptop của mình. Đầu tiên là phần mềm kiểm tra bàn phím. Để kiểm tra bàn phím thì tôi sử dụng phần mềm Passmark Keyboard Test. Khi bạn chạy phần mềm này lên thì bạn bắt đầu nhập các phím trên bàn phím của mình vào. Nếu nó báo màu xanh tức là phím đấy hoạt động bình thường, còn nó báo màu đỏ tức là phím đấy đang bị lỗi. Sau khi kiểm tra bàn phím xong, tiếp đến tôi sẽ sử dụng phần mềm. DeadPixel Buddy để kiểm tra màn hình. Ở phần mềm này thì bạn có thể tùy chỉnh màu sắc màn hình là một màu nếu bạn thích để tìm xem điểm chết của màn hình, như màu xanh, màu trắng, màu đỏ, màu đen. Nhà sản xuất quy định nếu mà trung bình bình thường là màn hình có dưới 3 điểm chết là đạt chất lượng tốt. Nếu mà bạn tìm thấy quá 3 điểm chết trở lên, nếu mà máy của bạn còn bảo hành thì tốt nhất bạn nên đi đổi trả với nhà sản xuất để thay thế. Hoặc nếu bạn mua một chiếc laptop cũ mà kiểm tra màn hình của nó mà có dưới hơn 3 điểm chết thì tốt nhất là bạn không nên mua chiếc laptop này. Sau khi kiểm tra màn hình và bàn phím của chiếc laptop, tiếp theo tôi sẽ sử dụng phần mềm kiểm tra ổ cứng của chiếc laptop. Để kiểm tra ổ cứng của chiếc laptop thì tôi sử dụng hai phần mềm. Đầu tiên là phần mềm Crystal Disk Info. Phần mềm này sẽ thông báo cho bạn tình trạng sức khỏe ổ cứng của bạn, nhiệt độ hiện tại khi làm việc, số lần khởi động, tốc độ quay, thời gian chạy của ổ cứng, giao diện chuẩn giao tiếp, số series và phần mềm điều khiển ổ cứng của bạn, có cả bộ nhớ đệm của ổ cứng. Ngoài ra, tôi còn sử dụng thêm một phần mềm đó là HD Tool Pro để kiểm tra chi tiết ổ cứng của tôi hơn. Phần mềm này thì bạn có thể kiểm tra tốc độ đọc, ghi, truy xuất dữ liệu ổ cứng của bạn, tình trạng sức khỏe ổ cứng của bạn, thông tin ổ cứng của bạn. Bạn có thể quét lỗi ổ cứng của bạn ở đây. Ngoài ra, để bạn có muốn biết thêm chi tiết các linh kiện bên trong chiếc máy tính của bạn thì bạn sử dụng thêm phần mềm IDA 64 Engineer. Phần mềm này cho phép bạn kiểm tra nhà sản xuất, chi tiết công suất, chức năng của từng linh kiện trong chiếc máy tính của bạn. Ví dụ như hiển thị ở đây có cặp màn hình, hệ điều hành, chip. Sau khi kiểm tra ổ cứng xong thì tôi sẽ sử dụng phần mềm Battery Care để kiểm tra pin. Phần mềm này sau khi bạn cài đặt nó sẽ hiện ra một cái bảng thông báo như này. Ở đây có ghi hãng sản xuất pin của tôi là Sony. Công suất pin ban đầu là 35.250 mAh, công suất hiện tại tôi chỉ là 17.480, tức là pin đã chai mất khoảng tức là hiện tại tôi đang sạc, tôi đang để chế độ sạc chỉ có khoảng 50% nên công suất hiện tại tôi chỉ là khoảng 50%. Mức độ driver sức khỏe tình trạng của pin tôi chỉ là 21.74%.
Công suất ban đầu pin tôi là 45.000 mAh, công suất hiện tại tôi chỉ là 35.000 mAh, pin tôi đã chai khoảng mất khoảng 20%. Sau khi kiểm tra thời lượng sức khỏe pin của bạn thì tiếp theo thì cuối cùng thì bạn sẽ sử dụng phần mềm TuneUp để kiểm tra toàn bộ hệ thống hiệu suất của bạn làm việc xem có bình thường không, có lỗi ở đâu không. Phần mềm này bạn có thể kiểm tra hệ thống, tốc độ máy tính, sức khỏe chiếc PC của bạn hiện tại. Bạn có thể chống phân mảnh ổ cứng, phục hồi các file đã bị xóa, tìm các file trùng lặp để xóa dữ liệu, xóa những file rác, chương trình rác trong hệ điều hành, xóa các shortcut bị gãy, không tìm thấy lỗi. Bạn ở đây bạn có thể sửa các lỗi hoặc tối ưu hóa hiệu suất trên máy tính của bạn. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn các bạn ở chương trình lần sau.